Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình đi dạo thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Quay đầu lại ha. Chúng ta đang ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Quay đầu lại. Ba trời mưa. Trời mưa, lâu ngày lên được được chào đón bằng những cơn mưa mát. Ồ, quả trái hả? Đúng rồi. Tiếp tục hành trình đi về hướng chợ Vị Thanh mua sầu riêng. Mua cá bắp luôn. Ta tự gạt kìa. À, dọc con sông này là sông gì? Sà No hả? Bên phải là sông gì? 500m kết thúc lộ trình. Không thấy. Không biết sông gì luôn. Cứ coi như là sông Hồng Gian đi. Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mưa cơ đâu. Điện lực thành phố Vị Thanh. Đây là những cái cơ quan lớn hay là những kết thúc lộ trình ở phía trái. Những cái cơ quan lớn hay là những cái vùng chợ là chắc là nó phải nằm gần sông rồi, phải không? Cầu Cái Khúc. Văn hóa sông nước mà. Ở đâu là cũng phải gần một cái con sông à. Tất cả mọi giao thương là qua sông hết. Ủa sao nó không dẫn nữa? Tới rồi. Đâu? Đây. Chỗ nào? Chỗ nào? Quay đầu lại hả? Chợ chỗ nào? Chợ nói chung mình đi tùm lum thấy chỗ nào người ta bán sầu riêng thì ghé vô hả? Không, chợ Vị Thanh chỗ nào? Trung học phổ thông Vị Thanh. Đậu trường màu hồng, nhìn biết nam tính. Oh. Dễ thương không? Sơn màu dễ thương không? Thiếu hình Hello Kitty. Đó, xe này. Xe bán nước. Bán nước đó. Xe bán đó, nước gì đâu? Hầu Yên kìa ba. Yên. Ông không xào sầu riêng, mấy cái sầu riêng mà cái đít mà đen đen vậy là mua. Quái. Sao? Chợ Vị Thanh chỗ nào? Chợ Vị Thanh chỗ nào? Quay lại. Quan sát dừng lại và đi tiếp. Stop. Stop and go. Đâu chợ là nào? Không đem cái quán chợ luôn. Chắc vô trong này em ơi. Điều. À, phía bên trong. Ờ đó. Bô. Bà quá nông. Giờ phải quay đầu lại hả? Không, nhưng mà đâu có cho xe ô tô vô đâu. Không có. Không có, nó để mấy cái cột á. Đường không có để cột. Vô hả? Ừ. Không cho vô, không phải vô. Ừ. Dạo ra ngoài kia kiếm chỗ ngồi dừng chân chút xíu đi. Dạo phố. Dạo phố thành phố Vị Thanh. Thành phố cho em tuổi thơ. Có mấy cầu qua sông y chang như là cái đường mà lên Châu Đốc này mày. Đó. Lên Châu Đốc gì? Đó, mấy cầu qua sông này, đi xe máy không à. Cầu gớm không? Mấy lên mấy cái chỗ này thấy cũng ớt lạnh chứ ha. Trời. Ở Cà Mau nó ở chỗ nhà chị Trâm nó còn kinh khủng hơn nữa. Cái cầu nó vừa cam nó vừa dốc mà nó gồ ghề đó.
nó nói chung, nói chung là thành phố Vị Thanh chỉ có cái con đường này là sung túc thôi đúng không, với lại con đường phía trước này. Chỗ Vincom thành phố Vị Thanh coi. Đâu? Tốc độ giới hạn 60 km/h. Không nhớ rồi. Thành phố Vị Thanh. Vãi luôn. Quảng trường trung tâm hả? Cầu 2 tháng 9 Tạp. Nhìn nhau. 2 tháng 9 là ngày về. Ngày Quốc Khánh. Sao? Ngày Quốc tế Việt Nam. Bằng 10 tháng 4 ngày về. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Giải phóng miền Nam. Sao? Ngày giải phóng thủ đô. Buồn quá. Nói thầm á. Giải phóng thủ đô. Dạo ở Vincom kìa. Dạo, dạo trung tâm thành phố Vị Thanh. Ở Vincom luôn, có hai lần chỗ coffee luôn. Hả? Chỗ này là đẹp nhất. À, chỗ này là đẹp nhất thành phố Vị Thanh phải không? Có Vincom không? Đó, đó, lọt biệt thự, về đây mua biệt thự ở nè. Nhà nhiều quá rồi. Giờ về Cần Thơ hả? Không mua kiếm sâu kia hả? Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chơi chút nha. Ngồi chỗ nào? Giờ ngồi chỗ nào? Ngồi gì ngồi chứ nè. Qua qua Vincom rồi. Hả? Đây nó về bản nhạc trọn bộ đi sinh. Là biết gì không? Không. Là đi để em bé đó. Nó xuống từ Vũ. Thì nó bao trọn ngói luôn. Hú. Tù dữ. Cà phê. Từ Vũ là ông nào? Ông hay bà? Tốc độ giới hạn 50 km/h. Cái đường mà đẹp ra thì là nó cũng là lưa thưa phải không? Tốc độ giới hạn 40 km/h. Vui lòng giảm tốc độ. Ủa, ở đây có Võ Văn Kiệt nè. Tốc độ giới hạn 40 km/h. Đây, mấy cái đường này cũng thưa thớt dân cư không? Xíu à. Ở chỗ kìa.
thành phố Hậu Giang,